Chào anh em nha. Rồi chào sư phụ. Rồi chào anh em. Rồi sư phụ test thử cái chiếc Wayfa mới làm full nồi. Ok anh em ha. Đó, bao nhẹ nhàng cho anh em. Con. Rồi chào sư phụ. Rồi chào anh em. Giới thiệu với anh em cấu hình làm cái nồi Thái chiếc quay Alpha nha. Con này thì mới làm nồi xong chạy bị rung giật ha. Thì mình sẽ làm cái nồi bố Thái cho anh em chạy cho bền nghề xe ngon nha. À, cái nồi cũ này đang bị nhà sập chuông. Này vớt bố dán chuông nha. À, chuông vớt dớn ha. Đó. À, bố đang đi bố dán, mòn chai lì bố nha. Đó, chạy rất dở hao xăng ha. Còn cái nồi sau thì đang đi với sắt lô nè, bào bố tuột nồi và hao xăng của chủ xe, chạy nó lì yếu ha. Đó, cái lò xo bị lúng xẹp rồi. Thì cấu hình này thì em sẽ đi lại chủ xe này là combo full cấu hình bộ nồi Thái nha, đầy đủ cho anh em luôn. Chuông bố ba càng, bố sắt, lò xo nồi sau ha. Một cái chuông nồi zin Thái trắng đẹp ha. Em thay chuông mới là không có đi dắt chuông nha. Đó. Bố làm dùng là bố Thái zin bản lớn nha. 1 2 3 đó, em đi bố Thái dài bản lớn chủ xe luôn. Còn cái bộ nồi sau thì đi xe combo full là bốn bố Thái ha. Đó, bố zin bản lớn 1 2 3 4 ha, bố Thái rất bền ha, bao cho anh em chạy 5-10 năm nha. Đó, phần cái bộ nồi sau thì gồm có là ba sắt zin Thái nè, 1 2 3 ha. Sắt zin Thái mình không đi sắt lô của lỗ xe bào bố của anh em ha, đi kèm lại cho anh em là full là bốn lò xo nồi mới luôn. Đó, chạy rất bốc rất nhẹ xe. Đó, anh em mà muốn làm có mình cái nồi Thái dòng Wayfa thì ghé bên độ xe Việt Nam, bên em là chuyên làm nồi làm máy cho anh em, chạy bốc êm bền nhẹ nha. Rồi em chào anh em, chào sư phụ. Rồi chào anh em. Rồi chào anh em Wayfa, giới thiệu cho anh em tham khảo có bình làm cái bộ nồi Thái nha. Đầu tiên cho phần cái lá bố này, phần cái đế nồi, combo nó gồm có là 4 bố, 3 sắt và 4 là xo nồi ha. Đó, anh em rất theo thứ tự ha. Chiều con thì nằm dưới nha, còn cái chiều quén nằm trên. Đó, lắp xen kẽ 4 bố, 3 sắt. Thế hành cho phần cái chuồng heo điện tâm lá bố nha và cho 4 là xo nồi vô. Lò xo thì có 2 chiều. Anh em để cái chiều lớn thì nằm dưới nha, còn cái chiều nhỏ để nằm trên. Tiến hành là siết đều 4 tán, siết 4 là xo nồi nha. Anh em siết đều 4 con. Đó, siết đều 4 con. Rồi em tiến hành cho phần cái lồng đền chặn đế vô phần cái đế nồi nha. Đó, tiến hành cho phần cái bộ nồi sau và cái chuông nồi trước vô. Đó, với dòng Honda thì em đã lắp cái phần cái nồi sau trước, lắp cái nồi ba càng vô sau nha. Rồi tiến hành cho phần cái bộ nồi sau và cái chuông ba càng vô nha ha. Rồi tiến hành cho phần cái cụm bố ba càng nồi trước vô, em đi nguyên cái bố là bố Thái nha. Đó, nguyên cụm luôn. Tới lồng đền chặn phe, lồng đền outside tán nồi trước và lồng đền dày nồi sau tán nồi sau. Em tiến hành là bắn cái nồi trước nồi sau. Sau đó em tiến hành gắn lắp một cái tâm nha. Gồm có 3 con tán siết đều ha. Đó, anh em nhớ lưu ý là siết đều, sau đó kê lại phần nồi sau luôn. Rồi, hộp lúc nồi và em sẽ test cho anh em có hình full nồi Thái chiếc quay Alpha nha. Đó, bao nhanh gọn lẹ cho anh em để cho anh em có xe đi chơi, đi làm ha, đi phượt ha. Chào anh em nha. Rồi, chào sư phụ. Rồi, chào anh em. Rồi sư phụ test thử cái chiếc Wayfa mới làm full nồi. Ok anh em ha. Đó, bao nhẹ nhàng cho anh em. Con này là chủ xe có làm nồi rồi, chạy bị rung giật ha. Giờ sư phụ em làm lại là bao cho anh em luôn. Đó, tha hồ chạy êm bền ha, full nồi Thái. Em thay full chuông Thái bố Thái nha, không có đi dán bố. Đó, phần cái nồi sau thì em làm full lại là phần cái bố sắt lò xo nồi nha, để cho anh em chạy đi chơi, đi tour, đi phượt ha. Bền êm nhẹ nhàng nha. Đó, tha hồ chạy. Không bao giờ rung giật đó, cam kết với anh em luôn. Đó, chạy 5-10 năm là ok. Vẫn như ban đầu nha, không bị tình trạng là rung giật ha. Đó, tha hồ anh em chạy êm bền nhẹ nhàng. Đó, xe bây giờ chạy rất nhẹ xe. Rồi, cảm ơn sư phụ. Rất sướng nha nè ha. Đó, phun bộ nồi Thái êm bền nhẹ nhàng, lướt gió cho anh em. Đó, anh em thấy sư phụ mình chạy là bao nhẹ nhàng luôn. Đó, dít nhẹ sơ sơ ga là đi, không phải lên ga nhiều nha. Đó, chạy rất là tiết kiệm xăng và nhẹ xe. Đó, đặc biệt cái dòng Wayfa này thì em sẽ ưu tiên là dùng cấu hình bố nồi zin Thái nha. Đó, êm nhẹ ha. Đó, tha hồ lướt gió nha. Rồi, chào sư phụ, quá đã nè ha. Đó, chạy rất là nhẹ xe, nhích nhẹ ga là xe nó giọt liền ha. Không có phải là nhưng mình phải lên hết ga mới đi nha. Đó, cái nồi mà khi bị tình trạng nó rung giật á là mình phải lên nhiều ga. Đó, để nó mới chạy ha. Còn cái nồi zin em làm là full nồi Thái, êm bền nhẹ nha. Đó, quá sướng luôn. Test vài dòng để cho anh em cảm nhận cái nồi Thái nha. Đó, sư phụ em là cũng nặng ký nha. Đó, nhưng mà nhẹ, ngồi lên xe chạy vẫn nhẹ nhàng ha. Đó, chạy nhẹ xe lướt gió cho anh em. Rồi, em cũng cảm ơn anh em rất nhiều ủng hộ anh em ha. Rồi, chào anh em. Rồi, cảm ơn sư phụ.